Điều gì để khiến cho iPhone 15 Pro trở nên hot như vậy? Đó chính là tính năng cho ra video xám xịt. Một video xám xịt nha các bạn không nghe lầm đâu. Một tính năng giúp cho chúng ta có một video màu xám xịt ha. Đó, nhưng mà các bạn biết không, tính năng này chỉ tồn tại trên những dòng máy ảnh cao cấp. Ví dụ như Fuji thì sẽ có file là Fuji F-Log và Sony sẽ có file là Sony S-Log ha. Thật là kỳ lạ. Nhưng mà với Apple thì nay Apple đã đưa vào dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cái tính năng này và được mang tên là ProRes Lock ha. ProRes Lock đó. Để dễ hình dung về tính năng này thì mình đã quay một đoạn video cùng một khung cảnh nhưng mà là hai cam khác nhau. Khung cảnh đầu tiên là mình quay bằng camera thường chế độ HDR và khung cảnh thứ hai mình quay bằng camera mang chế độ là ProRes Lock ha. Ứng dụng này có sẵn trên camera không? Câu trả lời là không, chúng ta buộc phải thiết đặt ở trong phần cài đặt nhé. Các bạn vào trong phần cài đặt, kéo xuống phần camera, tiếp theo hãy chọn phần định dạng cho mình và kéo xuống nữa hãy bấm vào RAW và điều kiện phân giải, bấm bật cho mình ha. Kéo xuống nữa các bạn sẽ thấy là Apple ProRes, hãy bấm chọn nút bật cho mình. Phía dưới sẽ có mã hóa ProRes thì hãy nhấn vào. Nó sẽ hiện ba thông tin đó chính là HDR, SDR và Lock, hãy chọn phần Lock nha các bạn. Ngoài việc hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng ProRes Lock ra thì mình còn hướng dẫn cho các bạn thêm một số tính năng phụ trên dòng 15 Pro được cải tiến mà không phải dòng máy RAW nào cũng có, đó chính là thiết đặt nút Action ha. Và bên cạnh đó thì còn hướng dẫn cho các bạn xem tình trạng pin và hướng dẫn cách sạc làm sao cho đúng nữa. Với phần nút Action thì các bạn thấy đó, và phần cài đặt ha, và kéo xuống nút tác vụ cho mình nè. Ở phần này nó sẽ hiện lên là nút Action nè, và cùng với những cái thao tác ký tự nè, các bạn hãy chọn một trong những cái ký tự đó và nhấn vào. Đó, chỉ cần nhấn 2 lần thì tính năng nó sẽ được bật ngay lập tức và sẽ hiện ngay trên phần thông báo của viên thuốc trên màn hình nha các bạn. Còn về phần pin thì với dòng 15 Pro thì nó sẽ có sự cải tiến hơn. Các bạn vào trong phần cài đặt, kéo xuống phần pin ha. Ở đây chúng ta sẽ hiện là phần trăm pin này, chế độ nguồn điện thấp. Hãy nhấn vào tình trạng pin và sạc. Với dòng 15 Pro sẽ hiện ba mục, đó chính là sạc pin được tối ưu hóa nè, giới hạn 80% và không có. Thì những tính năng này sẽ giúp giảm tốc độ lão hóa của pin ha và ghi nhớ thói quen sạc hàng ngày của bạn. Những tính năng hay ho trên dòng iPhone 15 Pro này bạn đã trải nghiệm chưa? Nếu chưa hãy làm theo trong video nhé. Và nếu như bạn chưa có iPhone 15 Pro thì hãy ghé ngay 15 Store và rước ngay em 15 Pro này về nhà nhé.